Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay ngày 4 tháng 7 đến sáng mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn khiến thời tiết nắng nóng ở Bắc Bộ hạ nhiệt, còn ở mức cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55 đến 65%. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở mức gay gắt, với nhiệt độ từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 60%. Theo cơ quan khí tượng, thời tiết nắng nóng ở Thanh Hóa và Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 6 tháng 7, nắng nóng khả năng gia tăng nhanh trở lại ở khu vực Bắc Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay, mưa giảm sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Tại thủ đô Hà Nội, trong khoảng từ 7 giờ đến 19 giờ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 65 đến 75%, khả năng mưa là từ 70 đến 80%. Từ đêm đến sáng sớm hôm sau, khoảng từ 19 giờ đến 7 giờ, có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, khả năng mưa là từ 70 đến 80%. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4 tháng 7, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi dưới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Hòa Bình từ 35 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông tại vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng đồng bằng từ 34 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc từ 35 đến 38 độ, phía Nam là 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa vừa và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.